Nhà cổ Thanh Phúc xin uh, kính chào quý khách. Uh, ngày hôm nay giúp em báo giá uh, tất cả các cái mã đàn S910, SX700, s uh, 710, S770 và S970. Đấy và ngoài ra thì còn rất là nhiều đàn các cái model đàn học sinh và các mã đàn mới, đàn cũ. khác thì uh, ngày mai em sẽ lên sóng sau. Trước mắt là tạm thời em lên sóng ở đây đang có uh, 9 cây đàn, ba cây S 910 và 2 cây S770, 2 S970, 1710 và 1 SX700. Đấy. Ba em S910 bên này em ở trên cùng. Đấy, là giá 9 triệu rưỡi. Đấy, bao gồm đầy đủ phụ kiện này, đấy. Em sẽ quay chi tiết cho quý anh chị được nhìn và quan sát. Đấy. Phím vẫn còn dán ni lông, đấy, chủ cũ họ dùng rất là cẩn thận, dán vẫn dán ni lông luôn. Đàn đẹp, 95% máy móc nguyên zin chưa qua sửa chữa đấy phím căng trắng đấy. rất là đẹp luôn đấy. ok rồi em tiếp theo hai em này cực kỳ đẹp đẹp 95 96 phần trăm đấy đều nguyên zin hết anh chị em nha hai em dưới này là 9 triệu 8 hỗ trợ phí ship toàn quốc cho quý anh chị Đấy. tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang quan sát sang uh, chiêm ngưỡng sang S710 S710 rất là là đẹp Đấy. màng loa thì nó hơi xỉn một chút thì em sẽ hỗ trợ là sơn lại loa cho quý anh chị Đấy. mọi chức năng thì hoạt động hoàn hảo thôi màng loa thì nó không vấn đề gì cả S710 với giá là 7 triệu 500 nghìn đồng S970 20 triệu à, Quý anh chị lưu ý là S970 Là tất cả các dòng từ S670 Tất cả các dòng cài sim Thì bên em hỗ trợ cài sim gốc Đấy Nhà cụ Thành Phúc 2024 cho quý anh chị hỗ trợ update đấy. S970 có hai cây này, một cây 20 triệu và một cây uh, 19 triệu 500 đấy, em này nhá, máy móc nguyên zin hết nhá, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo luôn. S770 có một cặp Em dán lông full một chủ từ đầu đấy với giá 17 triệu em này em này thì rẻ rồi em này thì chỉ có với giá là 16 triệu 200.000 đồng máy móc nguyên zin hết anh chị em nhé 700 này nghe 700 này thì em đang bán với giá là 3 triệu 700 đấy tất cả em báo giá là đã có hỗ trợ phí ship cho quý anh chị rồi nhé. riêng quý anh chị mà chuyển khoản đủ 100% thì sẽ được miễn phí ship, tặng kèm usb giao trình đấy. còn khi mà quý anh chị ship code thì uh, bên em chỉ tặng bao này, chân, đàn, adapter đấy, không kèm usb và, và và giao trình. đấy usb và giao trình chỉ tặng kèm khi quý anh chị uh, chuyển khoản đủ. Anh quý anh chị nhé anh chị lưu ý là khi mà mình chuyển khoản đồ thì mình sẽ được các cái ưu đãi nhiều hơn một chút đấy em sẽ quay cận cảnh chi tiết từng cây đàn một cho quý anh chị cùng uh, quan sát nhé rồi ok còn uh, em sẽ lên sóng từ từ dần dần từng cây đàn một cho quý anh chị vào trong uh, trong ngày mai Đó. rồi quý anh chị có nhu cầu uh, mua bán trao đổi đàn xin liên hệ với shop nhạc cụ Thịnh Phúc qua số hotline 0931269333 nhà cụ Thịnh Phúc có địa chỉ tại ngã ba Con Tròn ứng Hòa Hà Nội đấy bên em chuyên mua bán trao đổi sửa chữa cung cấp linh kiện các loại đàn organ piano guitar nhạc cụ dân tộc à, xin trân trọng cảm ơn là quý anh chị đã quan tâm và theo dõi cùng với kênh youtube của shop nhà cụ Thịnh Phúc xin trân trọng cảm ơn